Nguyễn Hữu Tuấn cho rằng mình là người thích cái đẹp hình ảnh, thích di chuyển, thích nghi được với cuộc sống lang bạt, mưa gió. Với đam mê chụp ảnh cuộc sống của ông gắn liền với làng quê, ông không chụp ảnh phong cảnh, không chụp thiếu nữ, mà chụp sinh hoạt nông thôn, chụp những vẻ đẹp sắp mất đi của các miền quê. Ông nói, có thể coi ảnh của tôi là những tư liệu cũng được.